Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi qua biển rồi, Đức Giêsu và các môn đệ ghé vào đất liền tại Genezaret và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền thì lập tức người ta nhận ra Đức Giêsu. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin người ở đâu thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu vào làng thành thị hay thôn xóm nào thì người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ và xin người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của người và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng và ngài chữa lành các bệnh nhân. Cái sức mạnh và sự lôi cuốn của Ngài hôm nay được thể hiện một cách rất rõ. Nghĩa là dân chúng được lôi cuốn để đi theo Chúa Giêsu và bất cứ Chúa Giêsu đi đến đâu thì họ cũng đều chen lấn để tìm và gặp được Chúa Giêsu. Họ mang các bệnh nhân đến để được chạm vào trong chính Chúa và ít là được chạm vào trong tua áo của Ngài bởi vì họ thấy được có một sức mạnh từ nơi Chúa và sức mạnh đó chữa lành bệnh tật trong cuộc đời của họ. Vì vậy mà cái sức lôi cuốn đó hôm nay được thể hiện một cách cụ thể là Chúa Giêsu và các môn đệ vừa ra khỏi thuyền thì dân chúng đã mang các bệnh nhân đến với Chúa Giêsu rồi. Đấy là một trong những điều để cho thấy cái sức cuốn hút của chính Chúa khi Ngài thể hiện cái vai trò của việc là chữa lành các bệnh nhân và đưa các bệnh nhân đi vào trong tình thương của chính Chúa. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta được lôi cuốn bởi sức mạnh của Chúa và chúng ta đến với Ngài. Chúng ta trao cho Chúa các ốm đau bệnh tật của chính chúng ta và chúng ta trao cho Chúa cả những lo lắng của chúng ta nữa để chúng ta được chạm đến Chúa và sức mạnh của Chúa được lan tỏa trong cuộc đời của chúng ta và từ đó chúng ta được bình an thực sự trong cuộc đời hiện tại này. Amen.